Tỷ phú, này nữa tỷ phú. Ôi, chủ nhật nữa. Ui đi à. Sao mà làm chủ nhật đó, có phải nghỉ chủ nhật tập đi. Đang sung, tự nhiên mất sung luôn. Mới quá rồi. Dính ấy rồi. Không tiêu thôi. Nấu cháo rồi. Nấu cháo rồi thôi. Ngoài. Coi vậy. Đi quá. Đi tiếng thừa hả? Chồng có mà chở đi gì nó chỉ dễ hơn, nó nói đi đàn ông mà vô ô vi kỳ có vô kỳ vợ mà vợ chồng chở vợ đi chị bên ô vi bên phụ khoa đi phụ khoa chồng chở vợ có gì thì nói vợ muối. Vừa muối. Ăn đi với canh rau. Cái này ra đi, xem để nó thành cái này thường nó có cái dặn ngon dặn ở đây mà giờ mất luôn rồi. Mùi chắc nè. Chị Chi có nước sơn không? Cho thử cái que ra. Cái que anh muốn coi cho cái càng chết luôn. Nóng. Ủa, Nam Cam đâu? Chưa về. Dù. Còn 5 gram mấy về, 5 gram... Hốt hả? Hốt đâu. 5 gram mà bị 500 gram bữa này vậy chứ. Rồi. Bị nhức bên. Hả? Không ăn cái này hả? Ăn cua này nhớ mọi. Không ăn. Quá, mới gắp con còn. Ừ. Sao đứng chi vậy? Ừ. Vừa ở đây không còn mập. Đúng rồi. Chứ Nguyễn Hồng sáng nó quay chân của Calan mà nó quay ta bằng mập ú nó quay lát tao nói cái gì vậy? Để ngồi giờ cứ cắn được luôn. Ủa là vậy là tại sao? Khô quá vậy. Quay quá chín không? Corona. Chín cô chín. Tách ra nhỏ nhỏ thôi, đồng mẹ. Nóng quá. Thứ sáu, hoành tráng thứ bảy ta. Ở chủ nhật. Lộn hoài. Rất hợp. Mình tại mình gì? Trời ơi, cô dâu găm kìa. Minh Tuệ. Minh Tuệ. Mất đồ cơm hết. Minh để chơi cái làm cho mình trọng yếu. Bán cả như tôm tươi luôn. Có bán ruột không? Ừ. Mua ruột không? Mình trọng yếu luôn. Tôm tươi. Em vào cái giờ chơi cái nồi cơm biển ẩm kè kè. Em có còn hai cái nồi áp suất ở nhà kìa. Dữ dằn hơn nồi cơm điện. Ủa tên này chưa có bản số hả hộ? Đây mấy ông thầy đó vô áp luôn. Ở dưới sao á, không chơi thằng nắc tịch, nó tháo điểm số trên trước ra, nó gắn chữ eo vô. Con chạy gì tới nhà con mới để ý. Tháo cái đó ra luôn để không cao được số. Rồi đó, mày giống như sáu mày rồi. Lấy cái thì ghê quá mày. Nó cần trước nữa đó. Nó cần hai cái. Ờ, nó cần hai cái. Đi ông đi nhưng mà tiếng đồng hồ chạy vòng đi vòng về 2 tiếng, đi tiếng về 1 tiếng. Đây xuống dưới cần không biết được con gì. Chạy tiếng đồng hồ mà xuống người bắt được 5 con à. Sao mà em bắt nhiều á trời. Không biết ăn được con nha. Ở Trà Ngang mà xui thầy Minh Tại đi ngang. Hốt mấy con mà chạy nào không. Nó làm kìa. Sao hồi nãy giờ đi thấy cái tay tôi biết không nè? Thôi được rồi ông, ta gửi cho con người ta, ông ngồi ông lụm trời ơi, ông quá trời ông. Ô cái thằng mày, ô cho Mia với mày thôi rồi. Mia coming thiệt mà. Rồi xong rồi. Mua? Không cần. Mua, ăn nữa không? Mua crack.
nó ok các bạn. Không nó bằng nữa. More? More crab? Nữa không? Nữa đây nằm đọt chặt. No. No hả? Hả gì? Mê gà hả? Bắp không mẹ? Con, bắp gà. Gì? No. Want make up? Make up? Vậy là giống chị nhỏ cũng make up đó. Chị lấy make up kìa, đi make up đi dễ chân mày kìa nha. Yeah. Bỏ tay luôn make up. Bỏ tay luôn. Ở đâu rồi đây coi. Trời bả. Bà không muốn à. Cược. Có tới kìa. Bà chủ gì tới. Này hay nổ quá. Hay nổ hả? Hay nổ hả? Ông giờ phải đi vô cái tụa chùa nữa, tôi khoảng thời gian đi xong ra đi nữa chứ ổng sao đi được nữa. Hết rồi. Giờ ổng đi cái là chết thôi à. Ổng không vô chùa. Giờ qua tỉnh nào cũng có người đi chứ mà. Qua cũng tiếp thiệt. Đâu qua người là mà ổng đâu có người lại đông lắm rồi lại. Mà ổng đâu có muốn mà ai đi theo ổng đâu. Mà sao mà. Ai đây cảnh làm mất khúc. Cái bé. Mất cấp là ghê chứ. Mất cấp ghê hồn luôn. Cắt đem xăm chân mày luôn. Đu mỏ không xong rồi. Nhắm vào cái còn chi. Thôi chạy vậy chạy vậy. Chú ơi. Hai, con đẹp đâu? Trời ơi đẹp quá, quên chân lên rồi. Ủa, này bắp nữa hả? Sao không kêu bắp mà anh ba tốt bụng quá? Anh ba tốt bụng. Hôm nay chủ nhật mà. Và hứng đột xuất. Thấy trời đẹp quá mà ra chưa mưa. Đâu có cái lẩu nó cũng đẹp quá. Ông ăn nữa hai nụ. Trời ơi một dĩa luôn không ăn gì. Trời ơi chết tôi luôn. Trời đất ơi. Rồi bưng cái lẩu lên kia luôn đi hai nụ. Nãy giờ đó không có thịt bò hả nụ. Không một steak vậy hả. Phần bán 73 đồng một bao. Đó hả. 2 bao. Hả? Mất hết dĩ thịt bò 73 đồng. Có nó ăn nó mất hết dĩ thịt bò của mình. Làm 4 bao rồi, đi hết 3 rồi. Còn cái bao, cái bao giải cổ vàng không, em lớp bán cũng 73 đồng, giải cổ vàng không, không có phân á. Còn bao bự hơn, bự hơn bao phân. Ngon em, 2 lần hả? Giải cổ vàng bao nhiêu? 73 đồng. 73 đồng, sân ganh phải 2 bao. Nếu là cây dễ dính vậy đều là một bao rồi chứ. Còn xăng em một bao rồi ok. Còn anh tới hai bao. Hai bao. Mà kỳ đó anh mua có một bao rồi. Làm gì sao bánh? Hả? Giờ nhấn mất may cũng cơm cho ba đi. Sao quýt. Sao mất. Giờ thịt gà. Anh em mà mua liu liu liu. Tôi lao giáo rồi mà đừng có sống với tao mày.
lòng rất là tỏ được rồi. Mình làm đầu tới cái này là làm chú vụ ở nhà đó. Số ăn ké đồng về anh em ơi. Rồi để chuyện với mấy chị em và tính sao thì ai đông đâu rồi không biết đưa tôi xài nó lủng con thành phố luôn. Rồi xin chào bye. Rồi anh em nhậu đi, 7 giờ đi đâu nha, quyết định á. 7 giờ 6 giờ về đây, 7 giờ đi. Ok, bye đi đó. Bye bye, bye.